hướng dẫn anh chị em chúng ta cách để tạo ví nia nha. Trước khi bắt đầu thì anh chị em chúng ta có thể subscribe kênh để ủng hộ tụi mình sẽ ra thật là nhiều những cái video để giúp chúng ta có những cái kiến thức cơ bản nhất. Đó thì đối với cái ví nia ấy, nó có một cái đặc điểm là hiện tại nó chưa có app nên chúng ta sẽ dùng ở trên cái trình duyệt web. Hơn nữa thì cái browser này nó hiện vẫn chưa có cái chức năng logout, cho nên là chúng ta sẽ tạo cái ví nia này ở trên cái trình duyệt ẩn danh nha. Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà chúng ta đăng ký cái ví nia này ở trên cái trình duyệt nó không ẩn danh ấy, thì ví dụ chúng ta có dùng chung máy của ai nó sẽ bị lưu lại ở trên đó, thì nó rất là không được bảo mật. Đấy, nên là chúng ta hãy dùng cái trình duyệt ẩn danh. Và để tạo cái ví nia này thì chúng ta sẽ vào cái một cái trang web có tên là wallet.nia.org này. Ok. Đó. Chúng ta sẽ tạo cái ví nia ở đây nha. Chúng ta sẽ ấn là create account. Ok, trước khi bắt đầu thì đây, nó sẽ cần tối thiểu là 0.2 nia. Đấy, để giữ mình sẽ đồng ý này. Ok, bây giờ mình sẽ tạo một cái tên của mình nha. Ví dụ mình tạo là chiu chiu thôi được rồi. Ok, chiu nia này. Thì ở đây nó recommend cho mình những cái cách để chúng ta có thể giữ được cái ví này. Thì đầu tiên sẽ là cái secure passphrase. Thì cái này hầu như là ví nào cũng có và chúng ta nên giữ nó, bởi vì là nó là cái key private của chúng ta, nó sẽ rất là bảo mật đó. Thì hoặc là chúng ta có thể có bằng lấy cái mật khẩu bằng cách là bằng email hoặc là bằng điện thoại, nhưng nó sẽ không được bảo mật bằng cái key private này. Đó, nó chỉ thuận tiện hơn thôi chứ nó không bảo mật bằng. Đấy, chúng ta sẽ ấn là continue này. Đấy, chúng ta sẽ lưu lại cái key này nha. Đây, mình sẽ paste ở đây. Đấy, thì chúng ta sẽ continue. Ok, word số 7 nó sẽ hỏi bất kỳ một cái word nào. Thì mình sẽ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lens. Đây. Ok, tôi không phải là người máy này. Sit up. Đây, chúng ta sẽ ấn vào verify and complete. Chúng ta nhớ lưu lại cái key này nha, bởi vì cái key này rất là quan trọng. Mỗi cái ví nào cũng sẽ có một cái private key, và nếu như chúng ta mất hoặc là chúng ta đưa cho ai đó thì chắc chắn là chúng ta sẽ mất ví và chắc chắn là sẽ mất cái số tiền của chúng ta rồi. Nên là cái private key nó rất là quan trọng. Ok, và chúng ta đã tạo xong cái ví nia này. Ở đây nó sẽ có một câu là để bắt đầu sử dụng cái ví nia này thì sẽ cần có ít nhất, chúng ta cần phải nạp vào đây ít nhất là 0.2 nia, tương ứng là 1.05 đô. Đấy, thì ở Lindsay đã có cái nia này ở Binance rồi, thì Lindsay sẽ chuyển cái số nia đấy sang cái ví nia này để chúng ta có thể có ví nia trong này nha. Đây, đây cái account ID này nó chính là cái địa chỉ ví nia của chúng ta luôn, nó chính là cái address. Đây, chúng ta sẽ copy cái này này, và cái đoạn chuyển này thì Lindsay sẽ cắt nha. Ok, và đây Lindsay đã nạp xong tiền vào đây rồi. Chúng ta lưu ý là khi mà chúng ta vừa tạo xong nhá, chúng ta nên nạp nia vào đây, bởi vì nếu như mà không nạp mà tắt đi ấy, thì nó sẽ bị mất cái ví của chúng ta. Đây là cái giao diện mà Lindsay đã vừa nạp khoảng 13 nia vào đây rồi. Đấy, chúng ta sẽ ấn continue này. Đây, thì đây sẽ là cái giao diện ví nia của chúng ta. Nó rất là dễ dùng. Ok, vậy là chúng ta đã tạo xong cái ví nia rồi. Và trong video sau thì Lindsay sẽ hướng dẫn anh chị chúng ta là cách chúng ta staking ở trên cái ví nia này nha. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Cảm ơn cả nhà đã dành thời gian xem video của mình. Nếu thấy hay thì hãy ấn like, share và subscribe kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Đặc biệt là nếu ai chưa tham gia vào ngôi nhà chung CCC thì mình sẽ để link ở phần description nha. Và đừng quên là chia sẻ cho tất cả anh em bạn bè của mình đang tìm hiểu về thị trường crypto, bởi CCC sẽ là một nơi mà có rất nhiều những cái thông tin cũng như là kiến thức bổ ích cho chúng ta đó. From CCC with love!